Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiết học khoa học thật là vui vẻ nhé. Các bạn có đồng ý không? Có. Rồi, hôm nay cô sẽ mang đến cho chúng ta một bài học khoa học thật là vui. Đó là bài lực từ trường. Các bạn có nhớ tên bài học hôm nay chưa? Lực từ trường. Đúng rồi, bài học của chúng ta hôm nay có tên là lực từ trường. Và đây trên chiếc bàn của cô, các bạn đã nhìn thấy đây là gì nhỉ? Lâm châm. À, đây là hai khối lâm châm rất chi là to đúng không? Cô đang có bộ vòng đẩy với hai khối lâm châm cực to đồ đúng không nào? Các bạn hãy đoán xem hai khối lâm châm của cô sẽ như thế nào với nhau nhỉ? Đẩy nhau. À, đẩy nhau à? Thế bây giờ cô cùng các bạn sẽ cùng kiểm tra nhé. Bây giờ cô sẽ dùng hai tay để đẩy hai khối lâm châm tiến lại gần nhau. Các con hãy quan sát lên trên khi cô dùng tay để đẩy hai khối lâm châm lại gần nhau. Thì hai khối lâm châm của cô như thế nào đây? Đẩy nhau. Hai khối lâm châm của cô vẫn đang đẩy nhau đúng không? Bây giờ cô sẽ sử dụng một cách khác để xem hai khối lâm châm của chúng ta sẽ như thế nào nhé. Bây giờ cô sẽ dựng hai khối lâm châm theo hướng thẳng đứng. Dùng tay ấn khối lâm châm bên trên, các con thấy thế nào đây? Hai khối lâm châm của cô vẫn đang đẩy nhau đúng không? Mặc dù cô đã cố gắng ấn lâm châm xuống đúng không nào? Bây giờ có bạn nào muốn lên cùng thực hiện thí nghiệm với cô không nào? Bạn nào người ngoan, người xinh cô sẽ mời nào. Cô mời bạn thỏ nào. Bạn thỏ dùng hai tay của mình để đẩy hai khối lâm châm tiến lại gần nhau. Khi hai khối lâm châm tiến lại gần nhau thì bạn thỏ thấy gì đấy? Chúng có dính vào với nhau không nhỉ? Đẩy nhau. À, nó đang đẩy nhau, nó không dính vào nhau đúng không? Vâng ạ. Rồi bây giờ mình thử cách khác nào, mình dựng hai lâm châm lên nào. Rồi, con dùng tay để đẩy nào. Rồi nhả tay ra nào. Bạn thỏ hay quan sát chiếc lâm châm của mình như thế nào đây? À, vẫn đang đẩy nhau và bay lơ lửng đúng không? Rồi, bạn thỏ đã thực hiện thí nghiệm rất tốt đấy. Cô mời bạn thỏ về chỗ nào. Cả lớp mình cùng vỗ tay khen bạn nào. Nào, bây giờ có bạn nào muốn lên cùng làm thí nghiệm tiếp theo không? Có. Chinu à? Thì cô? Bali quá. Chinu à? À, lớp số? À, yêu kể. Thì cô? Thì cô? Thì cô? Chun. Yêu kể. Ở thế? Igo là. Ở thế? Igo ở thế? Ở thế? Ở thế? Igo ở thế? À, Igo ở thế? Igo. Chế mới sốt sốt. À, Igo ăn thế, ăn thế, ăn thế. À, ở thế? Igo, ở thế ăn thế? À, bá tao. À, Igo ăn thế. Bác sốt chi luôn à? Chú. Chả lên tay. Ôi, Hà về chỗ đây nào. Cả lớp vỗ tay với Hà nào. Đục chập chỉ như thế này thôi. Đẩy. Đẩy đi. Nào, chỉ đập ngang thôi. Xong rồi hút vào nhau như thế này. Như vậy, qua các thí nghiệm vừa rồi, chúng ta có thể thấy chiếc lâm châm của chúng ta, khi chúng cùng chiều thì chúng sẽ đẩy nhau, và khi chúng ngược chiều thì chúng sẽ hút nhau, và đúng không nào? Các con có thấy thú vị không? Như vậy là cô và các bạn vừa rồi đã cùng nhau học tiết học lực từ trường thông qua việc tìm hiểu sức mạnh của lâm châm. Vậy các con có thấy bài học hôm nay thật thú vị không? Bây giờ trước khi kết thúc tiết học, cô sẽ có một bài tập nho nhỏ dành cho các bạn. Đây chính là bài tập về nhà dành cho các bạn ngày hôm nay sau khi chúng ta đã cùng nhau học về lực từ trường thông qua việc tìm hiểu sức mạnh của lâm châm nhé. Các con hãy cùng nhau về nhà đưa cho bố mẹ, nhờ bố mẹ cùng làm bài tập với chúng mình nhé.